Xin chào quý vị khán giả, hiện tại Huy đang đứng với anh Vũ và anh Vũ có một căn nhà vườn khoảng gần 400 mét vuông, đất thổ cư hoàn toàn luôn. Sau đây chúng ta gặp anh Vũ để biết thông tin về căn nhà này nha. Anh giới thiệu về mình. Tôi tên là Phan Minh Vũ, ở ấp Phú Thành, xã Quốc Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Căn nhà này sao anh? Căn nhà này sao anh? Anh giới thiệu về diện tích về căn nhà. Căn căn nhà dài bề bề ngang thì khoảng 12 mét mấy, 13 mét, dài xuống 31 mét. Đất có chữ L. Sau đất thì khoảng 18 mét. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vô căn nhà này để anh Vũ giới thiệu nha. Đường đi vô nhà anh Vũ đây quý vị ơi, xe 4 chỗ đi vô được nha. Đó, bây giờ chúng ta cùng vô cái căn nhà của anh Vũ, đi anh Vũ. Căn nhà của anh Vũ là một căn nhà cấp 4 nha, và hình chữ L. Đằng trước là hơn 12 mét, đằng sau nở hậu ra chữ L. Nhà đất thổ cư hoàn toàn luôn. Ngân hàng hỗ trợ cho vay. Đây căn nhà chúng ta đây, gồm căn nhà cấp 4 phía sau nở ra nha. Đi đường nào trước anh? Đường trong hả? Sân đi vô này, đường đi vô cái sân này nè, rồi tới phòng khách. Phòng khách đây, bên hông là nở hậu ra, bên hông là mái che hiên đó, đã lợp tôn bên hông nè. Rồi đi vô anh được. Căn nhà này tổng diện tích là 396 mét vuông, có mấy phòng ngủ? Một phòng ngủ, hai phòng ngủ. Đây là phòng đầu tiên nè, bật đèn để cho sáng nha. Này phòng thứ hai đây, phía sau là cái gì vậy? Cái nhà tắm nè, đây là nhà tắm đúng không? Đèn được không? Tối thui vậy. Đây nhà tắm nha. Rồi đây là cái bếp này. Rồi phía sau này có cái bếp nở ra, tới đụng tường luôn, đụng tường nhà người ta luôn, rồi nở ra ngoài đây. Tới cái đây này, qua tới cây cột bên đây nè. Tới cây cột bên đây. Quay quá, cây cối quá, hình chữ L nở hậu ra nha. Đó, bên đây là thẳng xuống cái cột, đất thổ cư hoàn toàn nha. Rồi mình vừa review xong căn nhà của anh Vũ, căn nhà vườn mà 396 mét vuông đất thổ cư hết, nằm tại vị trí xã Phước Lý, Cần Giuộc, Long An. Bây giờ anh Vũ cho cái giá để bán cho khán giả luôn nha. Giá là 2 tỷ 50 triệu. 2 tỷ 50, còn thương lượng. Rồi, nếu quý vị quan tâm căn nhà này liên hệ với Huy để được đi xem nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới. Xin chào.